bột mình pha loãng ha. Sau đó có cái nồi hấp rồi dăng cái miếng gì đó để ở nước, chắc là ở dưới là cái nồi nước đó, nấu đi lấy cái hơi rồi nó đó xỉa lên dẫn chưa. Cuốn của mình về chắc ngon lắm á, trước giờ mình chưa ăn cái bánh cuốn chè trứng này luôn á. Đó, nhìn thấy cũng hấp dẫn quá. Tại cô ghi là bánh cuốn trứng cho nên mới vô, chứ thường thường biết đó là ở đây bánh cuốn này mặn. Nhưng người ta để thịt quy trứng, mình cũng tò mò vô mình hỏi thử, đặt theo yêu cầu. 8:50, 10 phút nữa, 9 giờ. Ngay cái góc đường cái vòng xoay của Lê Văn Sĩ nè, Nguyễn Trọng Tuyển nè, băng qua đây là Ngô Thị Thu Minh nè, ở bên kia đường là cái đường khác nữa đó.